Dạ xin kính chào tất cả quý cô chú bác và anh chị thích mai vàng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Của Thời Gian Của Những Nghiệp hết cô chú anh chị. Hôm nay thì kênh có quay trở lại với chỗ vườn mai của chị Loan ở Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, chợ Lách, Bến Tre. Hôm nay thì mấy anh đang ghép mai nha cô chú anh chị, đang ghép rất là nhiều giống giao lưu cùng mình để mình có mai quắn nha cô chú anh chị nha. Đầy cúc, thọ hương rồi đủ thứ hết ha. À, góc đế quái quái mini hết cô chú anh chị, chuẩn bị chào hàng cùng cô chú anh chị các bạn trong thời gian tới nha. Đế cũ ha cô chú anh chị, này là mai quắn, mình đang ghép mai quắn nè. Số lượng cũng khá lớn ha cô chú anh chị. Rồi em xin phép vô trước. Rồi, xin chào bà chủ ơi. Em chào anh ạ, em chào cô chú gần xa yêu thích mai vàng ha. Hôm nay em trở lại kênh tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình một số mai thành phẩm ha. Để mình lấy bo làm giống với mình chơi Tết luôn ha. Rồi em vô cây đầu tiên ha. Mã số là 1N. Mã số đầu tiên là mã số 1N nha cô chú anh chị, là một cây mai đại lộc. Tàn VIP luôn nha cô chú anh chị ha. Cái này cũng già mùa ha, bo ghép lớn, kính tàn ấm tàn nha cô chú anh chị. Ghép được 5 bo ha. Tàn ấm ha. Này nha cô chú nha. Tàn cũng khá là đều tàn ha cô chú anh chị nha. Ấm gì lắm, ấm luôn. Rồi, thông số đi bà chủ ơi. Mã số mấy đây? Dạ 1N. 1N. Hoành là 18 ạ. Dạ, hoành 18 nha cô chú. Chiều cao là 67. Tán ngang nó được 80. Cây đại lộc ha, mã số là 1N, em giao lưu là 2 triệu một cây. Dạ 2 triệu nha cô chú anh chị. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ mã số 2N là cây cúc bi nha cô chú anh chị. Bi. Đó, cây cúc bi tàn. Con tàn đang ra lá non. Cây này con số lá em đã chưa hết nha cô chú anh chị. Cái cây cũ nè cô chú nha. Cây cúc bi nha cô chú. Okay. 3, 4, 5, 6 bò. Đang ra lá non ha. Rồi thông số đi chủ ơi. Cái cúc bi nha cô chú. Này đó đại đó đây à. Hành thân ở vị trí này là 22. Dạ, gần 22. Chiều cao là 48. Tán ngang nó được 43. Này cây cúc bi ha, mã số là 2N. Mã số 2N. Số 2N. Lậu đó là tao mất tao chịu cho. Rồi đổi giùm em nha. Em giao lưu là 1 triệu 3 một cây. 1 triệu 3. Em bao ship nha cô chú anh chị. Dạ. Thì tao nói mày một lần nữa là lần cuối. Rồi đổi giùm em nha. Ôi đời nghĩ nghĩ nói. Cái bả hung dữ cho cô chú anh chị hồi đó giờ chưa thấy hung dữ của nay thấy kênh ha. 3N. Mã số 3N là cây cúc 150 nha cô chú. Giá được 2 bo. 2 bo lớn rồi ha cô chú anh chị. Cúc 150 ha. Đây mà lên mỏ có chỗ quá dễ rồi. Tao vô đây đâu một tiếng. Cây nó không rộng. Rồi. Rồi cho em thông số nha. Dạ. Chiều cao nó được 50. Tán ngang nó được là 49. Quanh là 12. Dạ, quanh là 12. Ghép được 2 bo ha cô chú anh chị. Rồi, cây cúc 150 giao lưu 50 cánh mã số là 3N. Em giao lưu là 550 cây. 550 nha cô chú nha. Mã em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi, đổi giùm em nha. Đổi giùm em. Hồng nhạt nha cô chú anh chị. Mã số 3. 4. 4N là một cây bạch mai nha cô chú anh chị. 4N, em ghép
Một bo, hai bo, ba bo bự rồi nha cô chú anh chị. Lá nó lên cẩm thạch quá chừng lọc luôn ha cô chú. Lọc non ha cô chú anh chị. Này bạch mai ha, này từ 8 tới 12 cánh nha cô chú anh chị. Rồi, cũng không sớm nha. Chút xíu mình coi bo ghép sao nha cô chú. Quanh là 15. Dạ, quanh 15. Chiều cao nó được 29. Tán ngang nó được 22. À, bo ghép nha cô chú. Bạch mai ha, mã số là 4N. Cái này là con em giao lưu là 600.000 cây. Đúng rồi, cái này con tàn cái bo nó ra tược mới nha cô chú, không phải bo non nha. Con tàn á. Sao dập vậy? À, con tàn bo ghép bên dưới. Nè, con tàn đang ra đọc non nè. Ừ. Tại cái này không phải là bo ghép mới nha cô chú, mà con tàn là giống con tàn lại, con tàn lấy bo ghép mới nữa. Nè, bo lớn lắm nha cô chú anh chị. Đó, ba bo ha. Bốn bo nha cô chú anh chị. Bo bự à. Bo bự. Cái này em con tàn nha, đang ra lá non. Rồi, giao lưu như đây. Cái bạch mai mã số 4N em giao lưu là 600.000 cây. Dạ, 600 cây nha cô chú. Em bao ship nha cô chú anh chị. Dạ, rồi đổi đi nha. Rồi mã số 5N. Cây bạch mai luôn nha cô chú chị. Bạch mai đọt hồng lá cẩm thạch luôn ha. Em ghép được hai bo lớn rồi nha cô chú chị. Nè em con tàn đang ra lá non. Em cắt ra. Này bo lớn nha cô chú nha. Đó, bo lớn ngón tay út em mà ha. Ghép hai bo ha. Này, rõ nó màu hồng nhạt ha. Rồi cái nó qua cẩm thạch nha cô chú anh chị. Chiều cao 28. Tán ngang nó được là 30. Hoành là 13. Cây bạch mai ha, mã số 5N. Em giao lưu là 600.000 cây luôn. Dạ, 600 cây. Em bao ship cho cô chú anh chị mình hết luôn nha. 5N. Dạ, cái này là em đang ra con tàn rồi nè. Nó đang ra nè ha. Cắt tàn. Rồi, đổi em nha. Mã số 6N. 6N là cặp cúc thọ hương nha cô chú. Chị cặp luôn hả bà chủ? Lên cặp đi. Cặp cúc thọ hương đế đẹp đế quái nha cô chú nha. Em giao lưu là 450 một cây nha cô chú anh chị. 450 nha cô chú. À, còn một cặp là 900 nha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cô chú đây nó có cái chân nhộng luôn nè nha. Đây này có cái chân đế hay quái. Con bạch tuộc. Này chùm ha cô chú ha. Bò ghép này nha. Bò này cũng lớn nha, bằng điếu thuốc mình này nha cô chú anh chị. Cây bên đây cao được là 35. Hoành nó được là 8. Cây bên đây cao được 29. Hoành thân cũng ta cũng là 8 luôn nha cô chú anh chị. 450 nha cô chú nha. 450 một cây. Mã số là 6N. Chụp lại cho. 6N. Dạ. Giờ. Em ha. Em giao lưu này là thọ hương ha. Dạ. Là 450 một cây nha cô chú anh chị. Một cặp là 800. Cặp 6N này em giao lưu là 900. Em bao ship luôn ha. 900 một cặp nha cô chú anh chị. 900 một cặp. À, cũng là một cặp cúc thọ hương nha cô chú anh chị nha, đế quái luôn nha. Mã số là 7N. Con đế đẹp hết nha. Thọ hương nha. Cúc thọ hương. Này, đế nôm nôm luôn nha cô chú nha. Cao được 35. Cây bên này cao nó được 37. Hoành nó tương đương là khoảng 78 đó nha cô chú anh chị. Hoành này là 7 ha. Ừ. Hôm nay chắc cũng vậy á. Giao lưu là 450 một cây. À, 450 nha cô chú anh chị, cúc thọ hương ha. Một cây, còn một cặp này là 900 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mua một cây em cũng bán nha. Bao ghép bằng chiếc đũa hết rồi nha cô chú anh chị nha. Rồi đổi giùm em luôn ha. Rồi, mã số 7N phải không? 28. 8. 8N.
cặp cúc cho hương mã số 8N nha cô chú anh chị, 450 một cây ha, đế củi cho cô chú anh chị nha. Đó, cây xinh tốt quá nè, em con tàn nha cô chú anh chị, chứ bo là lớn nha. Nè em con tàn đang ra lá non nha. Rồi cho em xin thông số nha, mã số 8N. Chiều cao là 42. Chiều cao cây này cũng 42 luôn nha cô chú anh chị. Hoành nó được là 6. Cặp thọ hương nha, mã số là 8N, em giao lưu là 900.000 một cặp. Dạ 900.000. Một cây là 450 nha cô chú anh chị, mình mua một cây em cũng bán nha. Dạ 9N. Trời ơi. Rồi mã số 10N. Em giao lưu một cây cúc 24. Một cây này cái cúc 150 phải không? Dạ. Cái này cái đế luôn. 9N ạ. Đấy, nằm nè ha, đó. Đấy là một cái con gì nó đang nằm dưới này. Có chân trước nè cô chú. Dạ, này cô chú anh chị mình về vô cái chậu cái đưa góc lên chút xíu ha, em trồng hơi sâu ha. Đây một cặp. Rồi, cho em xin thông số nha, mã số 10. 9N nè. Cây này cao là được 25. Cây này cao được 23. Em giao lưu là 300.000 cặp. Dạ, mã 300 số là cô chú anh chị. 9N nè. Dạ. 300.000 cặp em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Rồi mã số 10N. Bác combo 3 cây nha cô chú anh chị nha. Có cúc thọ hương nè. Rồi cái này hình như là cây đại lộc nè, không? Dạ đại lộc. Đại lộc đang có không? Rồi một cây kia là cây bạch mai. Combo 3 giống nha cô chú anh chị. Cái này cây bạch mai ha, bạch mai lá cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cái nào cũng quấn ghế đẹp hết nha cô chú anh chị. Cái này đế là to ha, cái này cây thọ hương. Mời anh nè, combo 3 cây ha. Cao 32. Cao bên này cũng 32 luôn. Cây bạch mai cao 15. Trên này cái đây là cái đế nó nơm quái quái nha cô chú anh chị. 10N. Còn cái này thì đế bạch mai thì đế cũ ha. Cái này vẫn là sò. Dạ. Rồi 10N này giao lưu như bà chủ ơi. Combo 3 cây ha. Em giao lưu là 250 em bao ship luôn nha cô chú anh chị. 250 nha cô chú, mã số 10N. Rồi đó. Em bao ship luôn ha. Dạ. Mười một N. Dạ mã số 11N là một cây cúc thọ hương nè, rồi một cây mai đại lộc, cây bạch mai cũng combo 3 giống luôn. Ha, cái cây này bạch mai, đúng rồi cây bạch mai. Cái này là cây đại lộc mini để bạn cô chú anh chị đế quái nha. Cây thọ hương, cây nào cũng đế đẹp hết nha cô chú anh chị. Mã số là 11N. Bạch mai này cô chú ha. Đây để cái bạch mai này nha. Rồi cây thọ hương. Để cây đại lộc cũng biết luôn nha. Cây thọ hương cao được là 27. Cây bạch mai cao 19. Cây đại lộc cao được 16. Combo 3 cây ha, mã số là 11N. Em giao lưu là 250 combo ha. Dạ. 250 nha cô chú anh chị, combo 3 giống nha. Rồi 12N nha cô chú anh chị, một cây bạch mai combo 3 giống luôn. Cây bạch mai, một cây mai quắn với một cây cúc 150. Cái này cây mai quắn nè cô chú ha. Đó. Cái này cúc 150 đây. Cái này là cây bạch mai nha cô chú, đế nè ha.
Combo mã số 11N12N. 150 là cao được 25. Bạch mai là cao được 24. Mà sắn này cao được 12 ha. Combo 3 giống mã số 12N em giao lưu là 250 combo ha. Dạ 250 nha cô chú. 3 ship nha cô chú anh chị. Rồi đổi giùm em nha. Dạ mã số 13N. 13N. Cây cúc rồng bay hả? Dạ cúc rồng bay. Cúc rồng bay. Cúc ruby nha cô chú anh chị. Giáo được 3 bo nha cô chú anh chị. RB. Cái này ghép được 3 bo đế cũ nha cô chú anh chị, có một cái bụng nó nở sệ luôn ha, có một cục như là cục trứng luôn. Cục trứng bự giống như con gà ăn dịch gì mà nó sệ cái trứng xuống nha. Vành nó được 15. Vành 15. Chiều cao nó được 54. Tán ngang nó được 39 ạ. Cúc rồng bay ha, mã số là 15N. Em giao lưu là 550 anh cây. Dạ, 550 nha cô chú anh chị. Mã số 15N. Em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Đó, một bể nha cô chú. Rồi, tiếp tục là 16N. 16N là cây cúc rồng bay luôn quá hả? Dạ. Cúc rồng bay luôn nha cô chú anh chị. Mã số 16N. Cái này mình ghép cũng được 3 bo hả cô chú? 3 bo là nó vàng hơi nhỏ hơn cây kia ha. Ừ. Đây con thú luôn hả? Cây này chiều cao nó được 31. Ngang nó được là 25. Quạnh ở vị trí này là 11 nha cô chú anh chị. Rồi cây cúc rồng bay ha, mã số là 16N, em giao lưu là 500.000 cây. Mới đây 16 à hả? Ừ. Ủa, 14. 14N. Nha cô chú anh chị. Mã số 14. 14N. Dạ. 500 em bao ship luôn ha. Dạ, giá được 3 bao nha cô chú. Đó, cái đế nó nè ha. Rồi đổi giùm em nha. Rồi tiếp tục là mã số 15N. Cây cúc thỏ hương nha cô chú anh chị. Cái này ghép được 1 bo ha. Cái này nó để nhánh cũng nhiều rồi nha cô chú. Cái lùng hả? Được ra ngoài. Rồi con số luôn nha, 15N. Cây này cao được là 40. Ngang nó được 27. Hoành nó được là 8. Cây thọ hương nha, mã số là 15N, em giao lưu là 350 cây. 350 nha cô chú anh chị. Bao ship nha cô chú anh chị. 15N. Rồi, đổi cho em luôn. 16N nha cô chú, cây cúc rồng bay. Mã số 16N. Cây này mình ghép được 3 bo ha. Đây dàn đế nữa nha cô chú. À. 3 bo ha. 3 bo toàn thông luôn ha. Bo gốc luôn. Hoành gốc là được 11. Chiều cao nó được là 41. Tán ngang nó được 36 ạ. Cái cúc rồng bay ha, mã số 16N, em giao lưu là 450 một cây. Dạ 450 nha cô chú anh chị. Em bao ship nha cô chú anh chị. Cúc rồng bay ha, mã số 16N. Rồi đổi nha. Tiếp tục là 17N. 17N là một cây mai đại lộc nha cô chú anh chị. Đấy không phải, cây cúc cam hay gì đại lộc. Mà đại lộc. 10. Cái đại lộc. Mười mấy anh nhỉ? 17 anh ạ. Đại lộc phải không? Đại lộc. Đại lộc nha cô chú anh chị. Tự nhiên nhìn lá non cái
Bị lộn. 2, 4, 6 bò. Đế này của chú nha. Đó. Đế từ 1, 2, 3, 6 bò nha cô chú anh chị ha. Cao nó được là 49. Dạ. Tán ngang nó được là 38. Hoành thân nó được 19. Dạ. Cây đại lộc ha, mã số 17 với nợ em giao lưu là 1 triệu 1 cây. Dạ, 1 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mã số 10. 7 với nợ. Rồi, đợi cho em ha. Nhà đế nè. Rồi. Tiếp tục là mã số 18 em nè. Cặp cúc bi nha cô chú anh chị. Mười tám em nè. Cặp cúc rồng bay ha. Cây nào cũng ghép được 2 bo nha cô chú anh chị. Chiều cao là 46. Chiều cao cây này cũng 46 luôn. Hoành thân cái này nhận đế này nha. Thân cái này lớn nha cô chú anh chị. Hoành thân cái này được là 10 ha. Cái bên này chắc cả 6 à. Đó, cái đế này nó ngon cũ ha cô chú. Này mình ghép được 2 bo ha. Cúc rồng bay phải không? Cặp rồng bay em vô luôn là 650 cặp. 650 nha cô chú. Em bao ship luôn ạ. Dạ. 10 tới là 20 phải không? Hay là 19? 20. 20 em nợ. Ủa? Tiếp tục là mã số 19 em nợ. Cái may quán nha cô chú anh chị. May quán ha, mã số 19 em nợ. Năm bo ghép 5 bo hết cô chú anh chị. Chiều cao được 38. Tán ngang nó được 32. Quỳnh ở vị trí này là 16. Dạ. Cái mai xoắn hàng mã số 19 nè. Em giao lưu là 1 triệu 2 anh cây. 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Mã số 20N. Cây bạch mai nha cô chú anh chị. Cây này phô cao cây, ha. Không phải, cây ngọc mai. Ngọc mai hả? Dạ. Dạ, ngọc mai nha cô chú anh chị. Cây này ghép cũng khá là nhiều bo ha. Ngọc mai. Cao được 76. Ngang nó được là 54. Hoành là 11. Rồi đế đều hết ha cô chú anh chị. Dạ. Cái này kiểu phơm tàn ha cô chú anh chị. Ngọc mai ha. Mai. Kiểu, ghép kiểu mai tàn ha cô chú nha. Ghép khá nhiều bo. 2, 4, 5, 7, 8, 10 bo nha cô chú anh chị. 20 anh ạ. Ngọc mai này giao lưu nhiêu bà chủ? Dạ, ngọc mai này em giao lưu là 700 ngàn cây. Dạ, 700k một em cây ngọc mai. Cây ngọc mai ha cô chú. Mã số 20 anh ạ. Dạ, rồi đợi cho em đứng hàng. Ngọc mai mã số 20 anh ạ. 700k. Tiếp tục 21N nha cô chú anh chị. Cũng là cây ngọc mai đúng không? Dạ, cái này cây bạch mai. Bạch mai. Cái này đế cũ nha cô chú anh chị. Kiểu mai tàng luôn nha. Có dáng tàng thông sẵn nè. Cây 20. 21N. 21N. Này cây bạch mai. Cái kia cây ngọc mai. Đây, ghép được 5 bo nha cô chú anh chị. Đó, cái này đế cũ ha. Hoành nó được 14. Chiều cao là 66.
ngang nó được là 35. Cây bạch mai ha, mã số 21N. Em giao lưu là 650 một cây. Dạ 650 nha cô chú. Em bao ship luôn nha cô chú anh chị. 21N. Rồi mã số 22N, cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Đây là mình ghép một bo ha. Đem con tàn rồi nha cô chú anh chị. Cây này cao được 42. Ngang nó được là 28. Hoành nó được là 8. Cây thọ hương ha, mã số là 22N, giao lưu là 450 cây. 450 nha cô chú anh chị, 22N. Bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Rồi đổi giùm em luôn ha. 23N. Hôm nay mà cúc trồng bay quá. Chết meo 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 xếp chiều. Hoàng hậu, cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Chiều cao nó được là 26, ngang nó được là 20, hoành thân là 11. Cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Rồi cái này bao nhiêu bà chủ? Dạ 500 em bao ship luôn. Rồi 500k nha quý cô chú nha. Cây mã số 20 tay nè. Rồi đổi đi nha. Rồi tiếp tục là 24N. 23N. 23 rồi, 24 thôi. 24N. 24N. Một cây cúc 150 phải không? Đúng rồi, cây cúc quýt. Cúc quýt nha cô chú anh chị. Cây cúc quýt. Cái này mình ghép được 3 bo cô chú. Thành con thú luôn ha. Có chi có chân đầy đủ luôn ha. Đó, của mình đó là cô chú anh chị nha. Rồi, không sớm như vậy nha. Cúc quýt nha cô chú anh chị. Cái này cao là 46. Ngang nó được là 29. Hoành là 11. Cái cúc quýt mã số là 24N nha. Em giao lưu là 550 một cây. Dạ, 550 nha cô chú anh chị. Tao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi, đổi cho em ha. Thắt đây qua, kêu qua đây. Mã số 25N nha cô chú anh chị. Một cây mai đại lộc phơm thằng thông ha. Đây là mặt hoa luôn nha cô chú anh chị. Phong cách này nha cô chú anh chị. Phơm này tàn cũng ấm tàn ha, già mùa ha cô chú. Ghép được 5 bo. Dạ, ghép 5 bo nha cô chú anh chị. Mặt bông ha, mặt bông hơi rụng cánh này. Mai đại lộc nha cô chú anh chị, con nổi con bông khá là nhiều. Cô chú anh chị mình về mình thấy bông chuẩn bông mình có thể mình lấy bo ha. Được 5 bo hết cô chú. Rồi em xin thông số nha. Hoành được là 27. Hoành 27. Cao nó được là 90. Tán ngang là được 61. Cây đại lộc mã số là 25N ha. Em giao lưu là 3,2 triệu cây. Dạ 3,2 triệu nha cô chú anh chị. Em bao ship luôn nha cô chú anh chị. 25N. Dạ mã số 26N, cây đại lộc tàn đẹp nha cô chú anh chị. Tàn ấm ha, có nụ chuẩn bông luôn. Được 2,4,5 bo. Còn sót lại một vài bông hả cô chú anh chị. Thì bông mình ra đợt sau rồi bông nó không có được lớn không như hồi đợt đầu nha cô chú anh chị. Nhưng mà nó vẫn đủ cánh luôn ha. Nè một nụ nó còn quay bự chảng không à. Đang ra có nụ nhiều lắm nha cô chú anh chị.
Đèn đế này nha cô chú anh chị, đế đó. Đế rất là đẹp luôn ha. Em ra đế cho quanh đế cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Quanh là 28. Chiều cao nó được là 82. Quanh thân nó được 62. 8.062. 8.062. 62. Lộn. Cái đề lọc cái mã số là 26 em nè. Em giao lưu là 4 triệu một cây. Dạ 4 triệu nha cô chú anh chị. Em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có thích cây nào thì điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại ha. Nặng em giao liền vô cô chú anh chị mình ha. Nhiều khi comment ở bên YouTube đó, em ít có coi á. Lâu lâu mấy con lại cái em trả lời hơi chậm nha cô chú anh chị. Ô ghép rất là nhiều ha cô chú anh chị nha. Mã số 28 này nè. 27. 27 đây nè. Cây mai đại lộc tàn đẹp nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có nụ có mặt bông cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cái này ghép được 2 4 6 được 8 bò cô chú ha. Có cái nụ nè. 8 bò. Mặt bông ha cô chú anh chị. Nụ nó bị trái. Nắng quá. Cũng là một cây đại lộc nha cô chú anh chị. Mã số là 27 anh ạ. Đây một củ đế luôn ha. Đế một củ luôn ha. Cái bình tròn do luôn. Này cô chú anh chị thấy ha. Củ nở luôn nha. Nở bốn hai bên luôn nè cô chú anh chị. Và ở vị trí này là được 29 ha. Chiều cao được là 73. 8 ngang nó được 62. Cây đại lộc mã số là 27N. Em giao lưu cũng 4 triệu một cây. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cô chú anh chị. Rồi, cũng là cây cuối clip của em luôn. Rồi, cuối clip em chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui ha, chọn một cây thật ưng ý để mình chơi Tết 2022 ha. Rồi, em xin chân thành cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn ha, ủng hộ kênh. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn chị Loan luôn. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị. Để ủng hộ cho Loan cũng như ủng hộ kênh ha cô chú ha. Rồi em kết thúc video luôn nha cô chú nha.